Cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bãi biển của ngoại ha. Để ngoại lên thanh lý xả rẻ cái lô mai zoom hình lợi nè. Với lại siêu âm Sài Gòn của chú anh chị ha. Nhị Ngọc Toàn hàng cho Tết năm 2025 cho chú anh chị mình sưu tầm về mình cho Tết năm 2025 ha. Giá cực kỳ yêu thương luôn. Không làm mất thời gian của chú anh chị mình nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình gặp luôn bà ngoại để ngoại chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Chào ngoại, ngoại chào bà con không có ngoại. Thì hôm nay cũng xin chào cô chú và quý anh chị mình ở gần xa. Thì hôm nay nhà vườn cũng có lên một clip mai vàng Bến Tre và cũng có nhiều loại giống mới. Thì mình vừa chơi Tết và mình vừa lấy bo cũng thuận tiện nhưng cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ giùm rất là mang ơn nhiều, thật nhiều nha. Rồi, mình vô cái đầu tiên ngày hôm nay luôn rồi ha. Ừ. Rồi, mã số là 11M nó tiếp clip trước cô chú anh chị ha. Rồi một cái xô mình lợi cô chú anh chị. Tàn xâm xê luôn nè cô chú anh chị ha. Cây thân lắc quá trời đã luôn. Rồi, mà đây không số này em con mày. Cây lên nụ non, lên nụ kim này cô chú anh chị ha. Cây này hoành được 20. Nụ kim là cô chú anh chị ha. Rồi. Chiều cao là được 102. Rồi. Tán ngang là được 95. Rồi. Cái này giao lưu như đây ngoài. Thì cái này cô chú và quý anh chị mình xem cái đế của nó quá trí ngon này nha cô chú và quý anh chị mình, vừa cái co lắc nó cũng rất là đẹp. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương nhà vườn mà ủng hộ cho cây như vậy chỉ có 700 thôi nha. Rồi đỡ cây ha. Rồi tiếp theo mã số 12M nha cô chú anh chị, cũng là bình lợi luôn ha. Rồi thông số cái này luôn rồi ha. Cây này hoành được 14. Rồi. Chiều cao là được 90. Tán ngang là được 89. Rồi. Cái này giao lưu như đây ngoài. Thì cái này cô chú và quý anh chị mình xem qua mà ủng hộ cho nhà vườn, cái này chỉ có 400 thôi nha, coi như hôm nay giảm giá rất là nhiều nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 13M, một cây bình lợi nữa nha cô chú anh chị. Hàng này nói chung mũi phôi này cô chú anh chị mình mua là mình nói chung cái giá này là đảm bảo với cô chú anh chị mình là mình lời đó cô chú anh chị ha. Lời cái phôi cô chú, nói chung là lời cái bò đó cô chú anh chị ha. Phôi cô chú anh chị mình mua giá cũng cỡ đó rồi. Rồi thông số luôn hả mày. Cây này hoành được 17. Rồi. Chiều cao là được 106. Tán ngang là được 102. Rồi. Cái này mình giao lưu như đây ngoài. Thì cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cái cây này cái co lắc nó cũng rất là đẹp hả cô chú và quý anh chị mình. Nó đây nó vừa uống trở lại là đẹp luôn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương nhà vườn mà ủng hộ cái cây như vậy chỉ có 600 thôi nha. Rồi, đỡ cây luôn ha. Ừ. Rồi, tiếp theo cây mã số 14M của chú anh chị ha, cũng một cây bình lợi nữa ha. À, cái này thì cũng đang đi đọt nè cô chú anh chị ha, bấm ngọn cho bung chèo. À, cái này thì tới bình thường thì tầm tới tháng 8, bắt đầu người ta mới làm nụ của chú anh chị ha, giữa tháng 8. Nhưng mà cây nó lên nụ chưa đều, người ta mới xử lý nụ, làm nụ của chú anh chị ha. Ở dưới này có ghép nhánh bao nhị ngọc toàn của chú anh chị ha. Củ đế nè. Rồi thông số luôn mày ha. Cây này hoành 18,5, tính 18. Rồi. Chiều cao là được 94. Tán ngang 94 luôn. Rồi. Coi như cây cũng vuông cây nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi, cái này giao lưu như đây ngoài. Thì cái cây này á, cô chú và quý anh chị mình nhìn kỹ cái gốc của nó ha. Đây nó dòng qua đây có cái tay là cái hình con thú rõ ràng rất là đẹp nè nha cô chú và quý anh chị mình đây. Rồi. Quá trí cái bộ gốc quá ngon luôn. Thì cây như vậy á, thì nhờ cô chú và quý anh chị mình thấy cái bộ gốc nó là thấy cũng ham mà hen, thì nhờ thương mà ủng hộ cho cây này chỉ có 600 thôi nha. Rồi đỡ cây. Bộ gốc đủ vốn rồi cô chú và quý anh chị mình đây. Rồi tiếp theo cây mã số 15M nha cô chú anh chị, một cây bình lợi tiếp tục ha. Cái tàn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Nó thân lắc rất là dễ thương luôn cô chú anh chị ha. Rồi ngoài đông số cái này một con ha.
Cái này hoành được 18 rưỡi. Rồi. Chiều cao là được 87. 8 ngang là được 83. Rồi. Thì cái cây này cái bộ đế cũng dữ lắm, ngon nè, nhắn cô chú và quý anh chị mình, cô chú và quý anh chị mình nhìn cái bộ đế của nó nè. Cái cành đầu nó sung sung cây dữ lắm. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây như vậy, chỉ có 600 hà nha. Rồi đã cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 16 em mờ cô chú anh chị ha, một cây bình lại nữa ha. Nó tàn quá trời luôn cô chú anh chị. Rồi, thông số cây này luôn hả ngoại? Cây này hoành được 17 rưỡi. Chiều cao là được 90. Tán ngang là được 83. Rồi. Cái này giao lưu như đây ngoại. Thì cái cây như vậy rất là ngon nè nhân cô chú và quý anh chị mình. Cái cành nhánh nó rất là nhiều. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương ủng hộ cho cái này chỉ có 600 thôi nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi, mã số 17M nha cô chú anh chị. Rồi, một cây siêu bông bình lại ha. Rồi, cái tàn nè, thân lắc nè cô chú anh chị ha. Ủa, cái cũ nè, quá trời luôn ha. Rồi, ngoài đây ông số không con mày. Cây này hoành được 25. Chiều cao tán ngang. Chiều cao là được 82. Tán ngang là được 81. Rồi, cái này giao lưu như thế ngoại. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình nhìn kỹ cái bộ đế nó này hăng, quá trí cái bộ đế luôn, cái gốc có to quá trí mà cái cây cũng to. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ cho cây này chỉ có 1,7 triệu thôi nha, là một cây xứng đáng nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi đã cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 18M cô chú anh chị ha, một cây xô mình lại tiếp tục cô chú anh chị ha. Cái này cái tàn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi ngoài ra không số cái này một con luôn ha, này, thân lắc ha, bonsai lớn cô chú anh chị ha, hoành lớn luôn á. Cây này hoành được 26. Rồi. Chiều cao là được 84. Rồi. Tán ngang là được 80. Rồi. Thì cái cây này nó cũng tròn cây rất là đẹp nha cô chú và quý anh chị mình. Cây này nó quá đề đạm luôn, cái bộ đế nó cũng quá trí ngon. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cái cây quá ưng bụng vậy, cũng nhờ thương mà ủng hộ cho cây này chỉ có 1,7 triệu thôi nha. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 19M ha, một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Cây này lắc rất là đẹp nha cô chú anh chị ha, này vô chậu dĩa đẹp lắm nha, này có nở số không gió ha, củ đế nè, thân lắc những rồng chồm tới nè, rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Rồi ở đâu số cây này một con ha, vết kéo vết cắt nó kéo da rất là ok luôn ha. Cây này hoành được 22. Rồi. Chiều cao là được 84. Tán ngang là 83. Rồi. Coi như cây là nó tròn cây rất là đẹp nha cô chú và quý anh chị mình. Mà cái đế này là ít có gì lắm nha cô chú và quý anh chị mình, xem kỹ cái bộ đế nè, quá trí đẹp, quá ngon luôn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ cho cây này chỉ có 1,7 triệu thôi, là một cây xứng đáng nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi đó cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 20M cũng là cây cuối clip ngoại giao luôn ngày hôm nay luôn ha. Đầu cây xô mình lại cô chú anh chị ha. Rồi cái phô quá trời đã luôn cô chú anh chị ha. Nó lắc coi nè. Thấy ghiền luôn không? Rồi ngoài đây một số anh em coi ngoài. Cây này hoành được 26. Rồi. Chiều cao là 79. Tán ngang là 74. Rồi. Thì cô chú và quý anh chị mình xem qua cái cây này quá xá ngon nha cô chú và quý anh chị mình.
nhưng mà cái tàn nó bị mới đâm tàn ra cho nên nó chưa có được phủ phê không, chứ cái hình cây là quá trời đẹp luôn, một con rắn nằm quanh quá trời đẹp luôn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ cho cây này chỉ có 800 thôi nha. Cái này cuối liếp luôn ha, ngoại chào hết con nha. Thì cái này cũng là cây cuối liếp, thì cũng xin chúc cho cô chú và quý anh chị mình được dồi dào sức khỏe và mừng ăn phát tài mua may bán đắt nha. Thì sau đó cũng chúc cho gia đình được tràn đầy hạnh phúc nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như ngoại cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ.